Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục làm video để giới thiệu cho các bạn về một loại cây thuốc quý. Thì trên màn ảnh các bạn đang theo dõi đây là một lô cây thiên lý hương mà mình vừa đi lấy ở rừng về. Thiên lý hương ấy thì dân gian thường gọi là cây đinh lang rừng các bạn ạ. Đấy. Bởi vì là nó có tác dụng là mùi rất là thơm. Đấy. Đây nhá, thì các bạn mình xin lỗi các bạn là mình không chặt cái lá, phần cành lá của nó về để giới thiệu cho các bạn. Nhưng mà tuy nhiên thì cây thiên lý hương thì nhận biết cũng là rất là dễ thôi. Mà đối với lại các thầy thuốc thì nhìn qua một cái là biết ngay. Nếu như ai mà sành làm thuốc thì nhìn cái là biết ngay các bạn ạ. Bởi vì là nó có mùi thơm đặc trưng, cực kỳ là đặc trưng các bạn ạ. Đây. Đây cái hình vân của nó như vậy đây các bạn nhá. Đây. Đấy, khi mà còn tươi thì nó không thơm, chặt tươi thì nó không thơm các bạn ạ. Nhưng mà mình để khô ấy là nó rất là thơm, hoặc là khi mà mình thái xong bắt đầu mình phơi phơi ngoài sân khô là nó thơm mùi phảng phất luôn các bạn ạ. Nó thơm mùi hết ở trong phòng luôn. Đấy, thì hôm nay mục đích chủ yếu là mình muốn giới thiệu của công dụng của cây thiên lý hương cho các bạn. Đấy, còn thì hôm mình cũng đi rừng thì do thời gian nó cũng gấp gáp cho nên là mình cũng không lấy được thân về à, lấy được phần lá, bộ phận lá của nó về để giới thiệu cho các bạn. Đấy, vì vào rừng sâu thì nó muộn cho nên là cũng không có thời gian nhiều các bạn ạ. Nhưng cái này là tranh thủ. Đấy, do vậy thì về đến nhà thì mình cũng mới quay cho các bạn được là cây thiên lý hương thì chủ yếu, mục đích là mình giới thiệu cho các bạn thôi. Đấy. Đây thì cái lô mà các bạn đang theo dõi quan sát này ấy, là mình lấy được cái lô mà chưa bao giờ mình thấy được cái lô mà nó to được như thế này. Đấy, mình thấy được cái cây cây mà nó như thế này đây. Thực tế là cái này là lấy ở tại rừng rừng già nhé các bạn nhé. Thì cái này là lấy ở tại rừng 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 đầu nguồn ấy, có nghĩa là rừng mà nhà nước quản lý ấy, không giao cho dân ấy. Đấy, mà thì mới có các bạn nhé. Còn thì rừng mà giao quản lý cho dân là không còn nữa. Đấy thì còn đây thì mình lấy cũng phạm vi là nó lấy về dùng làm thuốc thôi, không mang tính chất là buôn bán thị trường nhiều. Đấy, do vậy thì mình cũng không phải là chặt cây gỗ lớn mà đây là nó cũng hệ thân cành dây thôi. Nên cho đấy. Lấy một chút về để làm thuốc các bạn nhé. Thế thì mình muốn giới thiệu cho các bạn là như vậy. Đây này. Đây cái vân cái cây này nó to bằng cái cổ chân luôn các bạn ạ. Đấy, mình chưa bao giờ gặp được cái cây nào nó to như cây này đâu. Đây nó bám ở rừng già cho nên là nó mọc rêu này các bạn này. Nó rất là già thì nó mới mọc được rêu đây. Đây thì mình phải dùng dao để mình gọt cái ngoài này đi, mình cạo hết đi, cạo sạch sẽ đi các bạn nhé. Đấy, khi mình làm thuốc thì mình sẽ cạo sạch sẽ những cái này đi này. Đấy, hôm nay mình sẽ phải ở nhà mất cả buổi mình cạo cạo cái lô này đấy các bạn ạ. Đấy, thì nhân đây thì mình cũng đang quay cho các bạn thôi. Đây, bởi vì là tí mình cạo xong mình còn phải bốc thuốc nữa. Đây nhá. Khi mà mình ấy thì mình sẽ cạo sạch sẽ như thế này. Đấy thì nhận biết của cây này thì nó cũng khó các bạn ạ. Nên nó màu vân này. Rồi đi băm rồi bắt đầu nó tươi thì nó không thơm nhưng mà khô thì nó thơm mùi đặc trưng. Do vậy nhận biết dễ lắm. Thì mình xin giới thiệu cho các bạn về công dụng của cây thiên lý hương hay còn gọi là cây đinh lang rừng. Đấy, cây đinh lang rừng này nó to. Đấy, lô này mình to mà mình sẽ để dùng các bạn ạ. Mình chủ đích là mình dùng. Đấy, mình dùng để bốc vào thuốc. Rồi là làm thuốc ngâm rượu các bạn ạ. À, tác dụng của cây thiên lý hương này nó có tác dụng gần như là cây đinh lăng à gần như là cây dây na rừng. Đấy, dây na rừng thì nó điều hòa khí huyết. Nhưng còn cái dây đinh lăng rừng là nó là thông kinh hoạt lạc các bạn nhé.
Đấy. Nó cũng là phần âm và phần dương đấy. Kinh mạch và lạc mạch ấy trong Đông y ấy. Đấy, cho nên là nó thông kinh hoạt lạc. Còn cái kia là điều hòa khí huyết. Đấy. Thì hai vị này khi mà dùng vào vị thuốc mà chữa đau nhức xương khớp này hoặc là làm thuốc bổ này. Đấy thì nên dùng hai loại là dây na rừng và dây đinh lăng rừng. Tại sao vậy? Như vậy thì bởi vì là na rừng thì có tác dụng là điều hòa khí huyết, còn cây thiên ly hương là thông kinh hoạt lạc, trừ thấp và mang tính chất là bổ thận nữa. Và những người nào mà bị mất ngủ, thần kinh yếu, mất ngủ, yếu kém mất ngủ thì mình nên dùng cây thiên ly hương hay còn gọi là đinh lăng rừng. Đấy. Về dùng thì nó rất là tốt các bạn ạ. Mình có thể là đun nước uống cho vài lát và đun nước uống thôi, cũng không cần phải nhiều các bạn nhá. Cái này cũng phải cho khoảng độ 5 7 lát là nó đã thơm lắm rồi. 5 7 lát và uống nước uống hàng ngày nó cũng rất là tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Đấy, nó vừa tác dụng bổ thận nữa. Rồi nó tác dụng là khu phong trừ thấp. Đấy, quan trọng nhất là nó là thông kinh hoạt lạc các bạn ạ. Những người nào mà gân cơ yếu kém các thứ thì nên dùng nó. Đấy, cho nên là các bài thuốc thường thì các bài thuốc chữa về đau nhức xương khớp rồi lưng gối đau mỏi này, thần kinh tọa này các thứ thì mình hay cho vào. Đấy, cho vào để cho nó thư cân hoạt lạc, thông kinh hoạt lạc nhé. Còn như dây đau xương thì nó lại gọi là thư cân nhé các bạn nhé. Đấy. Còn cái này là gọi là thông kinh hoạt lạc. Đấy. Còn cái kia là nó mang tính chất là giãn gân cốt. Đấy. Cái này thì chúng ta mang về vừa đun nước uống được này, vừa ngâm rượu này. Đấy. Khi mà ngâm rượu thì một một cân của nó thì ngâm được với chục lít rượu là thơm phức luôn các bạn ạ. Thơm thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Rất là thơm luôn. Đấy, đây gọi là cây đinh lăng rừng và thiên ly hương. Đây này. Ví dụ cây này là nó đã được chặt ra rồi nhé, chặt sẵn về về nhé, để chỉ để hôm từ hôm qua đến hôm nay thôi. Thì bắt đầu nó hơi khô phát thì mình cho vào mũi ngửi phát là thơm luôn các bạn ạ. Cực thơm, cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Cây này cây già các bạn ạ. Đấy, còn trung bình thì mỗi lần trước thì mình chỉ lấy được những cái cây mà nó to bằng ngón tay này thôi. Đây này. Đấy, nó to bằng ngón tay này thôi. Đây mình như nhiều người thì người ta cũng chả cạo đâu, nhưng mà đây mình làm thuốc thì mình lúc nào mình phải cạo sạch sẽ những cái phần vỏ ngoài đi các bạn ạ, dùng nó sẽ tốt hơn. Đấy thì công dụng của nó thì cũng rất là đơn giản, rồi mình cũng đã chia sẻ với các bạn thì trong các việc trong các chữa các bệnh về xương khớp, rồi thần kinh tọa, rồi an thần mất ngủ nhá, chữa nó là an thần rất là tốt. Đấy thì video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Thì mỗi mỗi loại cây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cách nhận biết và công dụng của nó. Đấy. Thì mình cũng vẫn khuyên mọi người là khi mà dùng cây cây thuốc ấy thì mình tham khảo với lại thầy thuốc hoặc là tham khảo ở trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội các thứ thì
để nó bổ trợ thêm. Còn cây này thì nó giờ sử dụng là cây nó cũng là rất là tốt, nó không không có độc tính gì, không có độc hại gì hết. Đấy, cái này rất là tốt. Mà khi mà mình đun nước uống thì tuyệt vời rồi các bạn ạ. Những người nào mà mất ngủ lâu năm các thứ thì nên dùng nó thường xuyên. Ngâm rượu. Video của mình cũng xin phép được kết thúc tại đây nhé. Đấy, còn thì một lần nữa thì mình sẽ chiếu cho các bạn để xem cái đường vân của nó đây. Đây cái này phần bị chạm ở vào đất rồi, tí lúc nào khi nào thái thì mình sẽ gọt cái phần này đi. Đấy, thì hôm nay mình cứ quay cho các bạn xem theo dõi là những cái của nó như thế nào. Đấy. Thì video của mình xin phép được kết thúc tại đây để mình tiếp tục công việc là cạo vỏ và bắt đầu là mình băm các bạn nhé, thái. Rồi bắt đầu là thời tiết nắng thì phơi khô 3 4 nắng thì được. Lúc đấy thì thơm lắm các bạn ạ. Đấy, bạn nào mà có nhu cầu thì mình số lượng nhỏ 1 2 kg thì mình sẽ có thể là chia sẻ cho. Đấy, còn nhiều thì mình cũng không 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 lấy được. Đấy, mình chỉ lấy xin phép là lấy từ 5 kg đổ xuống thôi. Chứ còn nếu mà nhiều hơn thì mình không 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 nhận. Bởi vì là nó không có nhiều các bạn ạ. Đấy, cái lô này mình muốn là để dùng bốc thuốc chữa bệnh. Bởi vì nó già các bạn ạ. Thôi video của mình xin phép được kết thúc tại đây nhé. Rồi rất cảm ơn các bạn lại quan tâm theo dõi video của mình. Và chia sẻ ủng hộ kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.